Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại em đang có mặt tại Hyundai Bắc Ninh. Thì với một không khí Giáng sinh rất là vui vẻ và ngập tràn trong thời tiết lạnh giá như này, thì chiếc i10 đứng cạnh đây là một chiếc xe đáng để quý anh chị mua để sử dụng trong việc tránh rét và đón Tết Nguyên Đán, cũng như là để đi chơi Giáng sinh vào một ngày gần nhất. Thời điểm này là thời điểm sắp kết thúc đợt giảm thuế năm 2023, và cũng phải độ một thời gian lâu nữa thì sẽ mới có đợt giảm thuế trở lại. Thì i10 là một trong những sản phẩm được hỗ trợ giảm thuế 50%. Chiếc i10 này là bản hatchback, bản full, động cơ 1.2 AT. Thì giá niêm yết của chiếc xe này là 435 triệu. Hiện tại Hyundai Bắc Ninh đang hỗ trợ giảm cho quý khách hàng đến gần 30 triệu đồng và tặng những cái phụ kiện, gói phụ kiện đi kèm khoảng gần 10 triệu, bao gồm là phim cách nhiệt, đó, dán phim cách nhiệt, tất cả kính, bảo hành 10 năm, trải sàn da, rồi thì là bọc vô lăng. Lăn bánh của chiếc xe i10 này tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh lân cận thì đâu đó rơi vào khoảng ngoài 430 triệu một chút, và được tặng kèm thêm gói bảo hiểm vật chất xe. Và đặc biệt là cái gói bảo hiểm vật chất xe này thì khách hàng mua trả thẳng và trả góp đều được tặng. i10 sẽ có những cái công nghệ nổi bật hơn các đối thủ trong phân khúc em có thể kể đến cho quý anh chị, đó là thiết kế của xe với cái thiết kế dài rộng cao vượt trội, và với khoang nội thất của i10 thì được thiết kế trẻ trung này, thể thao và ngồi rất là rộng rãi, rất là ưu việt. Các cái công nghệ trong cái khoang nội thất này phổ biến như là ga tự động cruise control, rồi thì là chiếc màn hình giải trí trung tâm có kích thước là 8 inch và có tích hợp bản đồ định vị do Hyundai phát triển riêng cho thị trường Việt Nam, rất là ưu việt. i10 thì cũng được trang bị đó là ghế da rồi, đó, ghế da pha chỉ đỏ rất là thể thao. Cảm biến áp suất lốp cũng được trang bị cho tất cả 4 bánh xe, và đèn nổ start stop ở đây cũng được trang bị luôn. Vâng, vô lăng của i10 cũng được bọc da, đó, rất là tinh tế và so với cả vô lăng bọc nỉ của các đối thủ như là Wigo thì vô lăng của i10 cầm sướng hơn. Tay nắm cửa của xe thì cũng được mạ chrome. Và đến phần hàng ghế thứ hai của i10, chúng ta sẽ thấy một cái hàng ghế thứ hai rất là rộng và có cái trần xe ngồi thoáng so với những cái đối thủ cùng phân khúc. i10 có một cái hàng ghế thứ hai khoang rất là rộng. Đó, khi mà em ngồi ở vị trí sau này thì cái khoảng để chân vẫn còn dư ra rất là nhiều. Chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa hàng ghế sau và có sạc hỗ trợ những cái thiết bị điện tử phục vụ việc giải trí và học tập cho quý khách hàng khi ngồi hàng ghế phía sau. Đến phần đuôi xe thì i10 được trang bị đó là hai cảm biến và có tích hợp camera lùi hồng ngoại hỗ trợ đỗ xe và lùi xe. Với mức tiêu hao nhiên liệu thì cái này em nghĩ anh chị cũng quan tâm rất là nhiều, đó là ngoài đô thị là 5 lít, ở trong đô thị rơi khoảng 7,6 lít và đường kết hợp là khoảng 6 lít. Đó, i10 thì được trang bị cánh cửa với cái độ phủ tôn rất là dày, và đặc biệt thì gương xe thì cũng được tích hợp công nghệ là chỉnh điện, gập điện và sấy gương. i10 bên em thì cũng đang có sẵn những cái màu xe như là màu đỏ, màu trắng và một số màu đặc biệt, và màu như màu vàng cát, màu xanh dương, thì anh chị có thể liên hệ em tìm xe cho quý khách hàng và anh chị. i10 là một chiếc xe phân khúc A bán với doanh số chạy nhất tại thị trường Việt Nam thời điểm qua những cái thời điểm mà từ 2014-15 thì quý anh chị hoàn toàn có thể yên tâm là về chất lượng cũng như là về sự uy tín của thương hiệu Hyundai i10 mang lại. Thì quý anh chị quan tâm đến Hyundai i10 và sở hữu cho mình một chiếc xe để kịp chạy thuế thì xin lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.